Thật ra thì đến đây là một trong những cái lễ hội sôi động rồi, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây rằng là cho chúng tôi cảm thấy được rằng là bao cao su không phải là cất ở trên đầu giường, không có cất ở trong tủ, không có đem vô tủ khóa, mà bao cao su có thể đem ra khắp mọi nơi và chúng tôi có thể cầm bao cao su đi để chia sẻ với là tất cả những các bạn bè. Không biết chị có đúng không bác sĩ Thủ? Chúng ta đều thấy rằng là bao cao su đã được có từ rất lâu rồi và người ta đã nói về bao cao su rất lâu. Tuy nhiên rằng là cái việc sử dụng nó đôi khi nó vẫn còn rất là ngại, người ta ngại rất nhiều yếu tố lắm. Khi mà nói tới bao cao su thì rất là ngạc nhiên là hôm nay là có một cái festival khá lớn và cái bao cao su được trưng bày ra một cách rất là công khai và các anh chị có thể ban nãy tôi có đi rạo qua thì các cái khách hàng được nghe nói về bao cao su, được giải đáp bao cao su một cách rất là công khai, rất là tự nhiên và nói chung là lộ liễu luôn, và các anh chị hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Và đó chính là cái điều mà chúng ta mong đợi nhất. Nếu chỉ khi nào mà cộng đồng cảm thấy thoải mái đối với bao cao su, nói về nó giống như là một viên kẹo hay là một cái mỏ xung dung, thì lúc đó chúng ta mới đạt được những hiệu quả cao nhất của bao cao su. Tình dục an toàn, một cái định nghĩa rộng nhất là tình dục an toàn là những cách thức mà người ta sử dụng để đảm bảo được hai cái giá trị. Thứ nhất là người đó phải có một cái cuộc vui, một cái cuộc lên đỉnh thật là thỏa mãn, thật là sung sướng. Nhưng mà bối cảnh thứ hai là cái giá trị thứ hai là nó phải đảm bảo cho người đó không bị một cái tổn hại về mặt thể chất, tâm lý lẫn các cái mối quan hệ xã hội. Đó là cái định nghĩa rộng nhất của tình dục an toàn. Thì thông thường trong trong các cái can thiệp của mình á thì mình dùng kỹ hạn hơn, tức có nghĩa là mình chỉ quan tâm đến hai cái khía cạnh thôi. Thứ nhất là tránh thai an toàn, tức có nghĩa là sẽ không bị mang thai ngoài ý muốn, và cái thứ hai là không bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục bao gồm HIV. Vâng ạ, tức là như vậy thì ở đây có hai cái, một là tránh thai, hai là bảo vệ bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ở đây thì chúng tôi thấy có rất là nhiều cộng đồng đại diện cho MSMTG, Female Sex Work và IDU. Thì vậy thì tôi xin được nói nhiều một chút xíu liên quan tới cái vấn đề quan hệ tình dục không ạ? Như vậy thì quan hệ tình dục và như thế nào là an toàn thì em ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế này rằng là cái giá trị, cái định nghĩa của cái sự an toàn nó sẽ khác nhau mọi người. Định nghĩa của ngành y tế là an toàn về mặt sức khỏe, có nghĩa rằng là không bị tổn hại về thể chất, tâm lý lẫn các cái mối quan hệ xã hội. Đó là sức khỏe của bản thân của họ. Tuy nhiên là mỗi người trong cộng đồng sẽ có cái chuẩn mực liên quan đến cái an toàn. Có người thì xem chuyện này là an toàn, có người thì xem chuyện này là không an toàn. Cái đó là một cái gì đó nó rất là mang tính cá nhân. Yêu an toàn là cũng như bác sĩ Thủ nói và cũng như anh Lưu Khiết nói, là mình bảo vệ sức khỏe cho mình làm sao để phòng tránh được những cái nguy cơ lây nhiễm HIV cũng như những cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Thì yêu an toàn thì nó cũng có nhiều cách yêu an toàn, và câu hỏi này xin được hỏi bác sĩ Thủ là những cái cách yêu an toàn là những cách nào? Hướng dẫn cách quan hệ tình dục an toàn thì các bạn. Nếu mà nói về mặt thuật ngữ, nếu mà nói về chuyên môn thì yêu an toàn, tức là tình dục an toàn, người ta thấy rằng là nó có ba phương pháp chính. Sắp theo thứ tự là A, B, C. A là abstinence, tức là kiêng. Nếu mình không quan hệ tình dục thì mình sẽ không bị các cái ảnh hưởng liên quan đến tình dục, thì đó là cái biện pháp. Dạ, là cái thứ nhất là tối đà kiên được không ạ? Quý vị ơi, ngồi dưới đây các bạn có lấy kiên được không? Tức là cái an toàn đầu tiên là kiên được không? Ba bạn ngồi đây kiên được không? Chứ tôi thấy là tôi kiên không được rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là gọi là kiên mà cứ đem bao cao su trong người thì làm sao mà kiên được? Ở đây thì là chúng ta thấy cái phương pháp đó là cái chữ kiên giao hợp, cho nên rằng là chúng ta sẽ mở rộng cái nghĩa ra và ta phải hiểu rõ hơn. Kiên giao hợp có nghĩa rằng là các bạn có thể thực hiện những hành vi tình dục mà không có giao hợp, hoặc có thể là mình kiên bớt đi, tức là thay vì bữa khi mình ăn 10 lần thì nay mình bớt còn 5 lần hay 3 lần gì đó. Chỉ vậy là dạo. Chỉ vậy là một tuần bao nhiêu lần là đủ à? Hên xui. Hên thì bao nhiêu ạ?
nó cũng tùy người, tại vì có người thì quan hệ có một lần thôi nhưng mà cũng được chục người, ví dụ như là những cái trường hợp quan hệ nhóm, cho nên là cũng khó nói. Tuy nhiên là người ta thấy rằng nếu nam giới, nếu một người nữ giới thì không hạn chế lắm về mặt số lượng người quan hệ tình dục, có thể một ngày một lần, một ngày như vậy có thể 20 đến 30 người, không bị ảnh hưởng gì cả. Còn nếu nam giới thì người ta thấy rằng là khoảng 4-5 lần là bắt kịp rồi. Như vậy thì tùy theo cái sức khỏe của người đó đúng không ạ? Và cái hình thức kia ở đây không phải rằng là chúng ta không quan hệ, mà chúng ta có thể là hạn chế cái việc quan hệ xâm nhập, cũng như rằng là chúng ta giảm đi cái tần suất đó tùy theo sức khỏe đúng không ạ? Anh Phong nói rất là chính xác, tức có nghĩa rằng là kiêng giao hợp không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không giao hợp. Kiêng nó giống như mình ăn kiêng, tức là mình giảm bớt số lượng đi, chứ không phải là mình không làm luôn, đúng không ạ? Cái phương pháp thứ hai thì người ta thấy là trước đây người ta cũng nói và hiện tại bây giờ người ta cũng nói là chung thủy. Bi phi phung, tức là chung thủy, một vợ một chồng thì sẽ tránh lây nhiễm. Tại vì chúng ta biết rằng là cái bệnh lây nhiễm thì nó phải có cái nguồn lây. Nếu như hai người mà chung thủy với nhau và hai người đó đều không bị nhiễm bệnh từ trước, thì chắc chắn là cho dù người đó có quan hệ như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không có lây nhiễm bệnh cho nhau, tại vì bệnh nó sẽ không tự nhiên xuất hiện. Thì cái đó là cái phương pháp thứ hai. Trong cái bối cảnh là các anh chị ở đây mình thấy rằng là mình kiêng không được, mình giảm số lượng bạn tình bớt đi, mình cũng thấy khó quá, thì mình có thể nghĩ đến xa hơn. Đặc biệt như là trong cộng đồng đồng tính thì tôi hay nói rằng là các bạn hãy nghĩ đến những cái mối quan hệ mang tính bền vững lâu dài. Đó cũng là một cái giải pháp mà chúng ta nghĩ tới. Phương pháp thứ ba thì nó chính quay trở lại cái cuộc festival ngày hôm nay, tức là sử dụng bao cao su đúng cách. Như vậy ta sẽ có A là abstinence, là kiêng, B là bi phi phung, tức là chung thủy, và C là condom use, tức là sử dụng bao cao su đúng cách. Trước đây thì khi người ta hỏi tôi câu hỏi rằng là chung thủy một vợ một chồng thì có lây nhiễm hay không và có cần phải sử dụng bao cao su hay không, thì các chị cũng thấy rằng là những cái cặp đôi mà vợ chồng tức là đã kết hôn rồi, và nếu họ chung thủy và trước đó họ không có bị nhiễm cái bệnh STI từ trước hay không nhiễm HIV, như vậy thì chắc chắn là cho dù họ có quan hệ cỡ nào đi nữa thì họ sẽ không có lây nhiễm bệnh cho nhau, tại vì phải có nguồn lây thì mới có cái chuyện bệnh. Như vậy thì rằng là tuy nhiên là cái phương pháp này, nếu mình đứng ở góc độ cá nhân thì mình chỉ đạt được 50% hiệu quả, tức là mình khẳng định là tôi chung thủy, nhưng còn cái người mà tôi chung thủy đó có chung thủy với tôi hay không. Như vậy thì cái biện pháp chung thủy này nó mang tính là dao động, và người ta thấy là chỉ có chung thủy tuyệt đối thì mới đảm bảo được tối đa hiệu quả dự phòng. Còn nếu như chung thủy tương đối, có nghĩa rằng là các chị thấy là trong cộng đồng thì có những cái trường hợp là lâu lâu hay đi ăn dặm, hoặc là ví dụ như là quan hệ hai người như vậy nhưng mà có những cái lúc là trục trặc tình cảm rồi lại đi tìm một cái gọi như là bạn tình bất chợt, thì những cái trường hợp như vậy thì người ta xem như là chung thủy không tuyệt đối, thì nó sẽ có cái đường xâm nhập của cái bệnh lây truyền. Tức là bạn đây hỏi rằng là cuối cùng quay lại vấn đề của mình rằng là chung thủy thì có nên sử dụng bao cao su hay không, có hay không? Yes or no? Ở đây chúng ta thấy rằng là trong các cái khuyến cáo thì người ta vẫn khuyên rằng là nếu như mà mình không chắc chắn được người kia chung thủy thì mình nên sử dụng bao cao su. Dạ, không nói về lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới hay là không nói về những cái gì nó văn bản đi ạ, bác sĩ khuyên đi ạ. Cụ thể, nếu như người ta có một cặp đôi hỏi tôi rằng là bây giờ hai đứa tôi yêu nhau lâu rồi mà đảm bảo chung thủy tuyệt đối rồi mà xét nghiệm HIV là không có, xét nghiệm STI cũng không có, và hỏi tôi là có cần sử dụng bao cao su hay không, thì tôi nói rằng là gì ạ? Không cần. Nó rất là đơn giản, tại vì sao ạ? Chung thủy, chúng ta họ đảm bảo tuyệt đối thì sẽ không lây nhiễm, đó là điều chắc chắn. Tôi đồng ý với là bác sĩ Thủ ở đây. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà bắt buộc phải mang bao cao su đúng cách đó là đương nhiên. Tuy nhiên là có những cái trường hợp ở đây, khách hàng của chúng ta hoặc là chính chúng ta cũng không thích sử dụng bao cao su khi quan hệ. Như vậy thì để cho an toàn nhất từ trước, theo như lời khuyên của bác sĩ Thủ cũng như là tôi cũng nghĩ như vậy, tức là chúng ta nên dẫn nhau đi xét nghiệm.
HIV và STI đúng không ạ? Hiện tại bây giờ thì những cái phương pháp xét nghiệm nó rất là đơn giản, cụ thể ở CVO có thể làm được, thì chúng ta có thể test trước và sau đó thì chúng ta có thể an toàn hơn một cách dễ dàng hơn. Cái này thường thường thì áp dụng nhiều ở trong cái cộng đồng HIV đại diện đại sứ của cộng đồng HIV các bạn chỉ là. Là khi mà cái đường lây của HIV á, nó chủ yếu là không dùng bao cao su. Vậy thì hiện nay có rất là nhiều bao cao su biến dạng mà không có còn cổ điển như trước, mà biến dạng như là bao cao su hình thú, bao cao su hình có gai, bao cao su hình ông mặt trời. Vậy thì những bao cao su đó có an toàn hay không và có được lưu hành một cách hợp lý hay không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là như bạn hỏi rằng là những cái bao cao su nó được thiết kế đặc biệt, tức là nó có nhiều, nó có vòng gân, nó có bi, nó có những cái kết cấu sừng gai kiếm hay song kiếm hay cái gì đó bên ngoài. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu như nó được sản xuất ở những cái cơ sở uy tín, tức là những cái công ty uy tín, thì nó vẫn có cái nền tảng là cái bao cao su bên trong, tức có nghĩa là nó đã kín hoàn toàn. Và cái phần mà được trang trí giống như cái bánh kem, nó sẽ được phủ lên trên cái bao cao su. Và nếu như vậy thì bao cao su đó vẫn được có những cái quy trình để mà đảm bảo chất lượng của nó. Tất nhiên nếu như anh chị mua bao hàng nhái, hàng giả thì tất nhiên là nó sẽ không được như vậy. Tuy nhiên là nếu như đó là hàng uy tín thì cái phần mà thiết kế nó sẽ là phần phụ trợ bên ngoài, và nó vẫn sẽ tương tự như là một cái chiếc bao cao su bình thường.